Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay thì Thiên Hà Audio sẽ giới thiệu đến cho quý vị và các bạn một mẫu music server, máy chủ âm nhạc rất là đáng chú ý đến từ nhà sản xuất Cocktail Audio của Hàn Quốc. Đó chính là mẫu Cocktail Audio X45, là model thay thế cho model X40 vốn đã đạt được khá nhiều thành công. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem tại sao giữa một cái thị trường với rất nhiều các sản phẩm music server khác nhau mà hãng Cocktail Audio lại có chỗ đứng riêng trong lòng các audio file. Vậy chúng ta hãy cùng tìm hiểu về sản phẩm này nhé. Ngay từ cái nhìn đầu tiên thì mẫu Cocktail Audio X45 đã giành được những cái thiện cảm của người dùng nhờ được trang bị bộ vỏ ngoài hoàn toàn làm bằng hợp kim nhôm, dày dặn nguyên khối và được xử lý gia công bằng CNC, trông rất sắc sảo và chính xác. Và với một cái hình thức size lớn như thế này thì rất là phù hợp khi để gần với những cái thiết bị âm thanh cao cấp trong bộ dàn. Nổi bật ở phía mặt trước, các bạn sẽ có thể quan sát được là màn hình lên tới 7 inch và chiếm đến gần 1/3 cái mặt trước, và hai bên là hai núm xoay đối xứng để sát phần rìa bên ngoài, trông cũng rất là chuyên nghiệp, toát lên được rằng đây là một thiết bị được đầu tư rất là xứng đáng. Tiếp tục, điểm nổi bật lớn nhất ở Cocktail X45 chính là cái thiết kế chip giải mã đôi đua DAC, sử dụng hai chip giải mã có tên là SS9018K2M Sabre được xây dựng riêng biệt để xử lý tín hiệu cho riêng từng kênh trái và phải. Nhờ vào đó mà music server này có thể giải mã được gần như mọi định dạng âm thanh số hiện nay, bao gồm cả PCM tối đa lên đến 32 bit 384 kHz, DXD lên tới 24 bit 352,8 kHz và quan trọng nhất là chuẩn DSD lên tới 64, 128 và 256 và QMA. Quá trình giải mã thì được hỗ trợ bởi 16 lõi vi điều khiển kiến trúc RISC nâng cao, giúp cho mạch DAC này đạt được hiệu năng cao nhất. Để hướng tới hình mẫu của một thiết bị music server chuẩn mực thì Cocktail X45 được thiết kế với khả năng lưu trữ kho nhạc số gần như không giới hạn, nhờ được trang bị hộc gắn ổ cứng với dung lượng hỗ trợ lên đến 4 terabyte và còn có thể mở rộng được hơn thông qua 3 cổng USB được đặt ở cả mặt trước, gồm một cổng mặt trước và cả đằng sau máy, rất là tiện lợi. Thậm chí không dừng lại ở số lượng nhạc có sẵn, Cocktail Audio còn kiêm luôn nhiệm vụ của một đầu CD ripper chất lượng cao. Các bạn có thể nhìn thấy khe, đây là khe để có thể đưa đĩa vào và chơi. Và rất là hay là nó có thể rip được đĩa CD trở thành những cái file nhạc số chất lượng cao và thậm chí có cả album bìa đĩa khi mà các bạn kết nối internet bằng dây mạng ở đằng sau máy. Cái việc làm này rất là tiện dụng khi quý vị và các bạn có thể biến những cái kho CD rất phong phú của mình trở thành một kho nhạc số. Ngoài ra, một cái đặc điểm mà Sơn đánh giá vô cùng cao đó là thiết bị này có khả năng tất nhiên là kết nối internet rồi, và nó có thể stream nhạc trực tuyến từ hàng loạt các ứng dụng rất nổi tiếng, các dịch vụ nhạc nổi tiếng thế giới như là Tidal, Deezer, Qbus và Napster. Và chúng ta có thể chơi nhạc online khi mà chúng ta đã đăng ký account premium từ những dịch vụ nhạc như vậy. Chúng ta sẽ login vào thông qua cái cách mà chúng ta sẽ sử dụng cái máy này. Chúng ta hãy điền username và login, và ngay lập tức là chúng ta có thể chơi nhạc lossless, hoàn toàn là không dây. Và mọi hoạt động phát nhạc của máy được kiểm soát và điều khiển thông qua ứng dụng có tên là Novatron Music X dành cho iOS và Android. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần mềm đã được cài sẵn ở trên iPad và như thế này nhé. Tức là chúng ta đang có gắn ở kia là một cái ổ cứng có rất là nhiều nhạc chất lượng cao, chúng ta gắn vào đầu USB ở đằng sau và chúng ta sẽ dùng iPad của mình để điều khiển. Rất là dễ khi các bạn chỉ cần cắm dây mạng LAN vào cho chiếc máy này, và trên iPad thì các bạn vào cái mạng Wi-Fi của mạng của mình, và sau đó là hai thiết bị sẽ nhận ra nhau và bạn có thể truy xuất vào những cái nhạc được lưu ở trên ổ cứng của chúng ta rất là dễ dàng. Và bây giờ chúng ta sẽ test thử ngay để biết được chất lượng âm thanh thể hiện ra sao. Tôi đã chuẩn bị sẵn một bài hát ở đây. Và nói qua một chút là chúng ta có một hệ thống âm thanh high-end sử dụng nguồn phát, đó chính là mẫu máy chủ chơi nhạc Cocktail Audio X45, dẫn đến một hệ thống pre-power khuếch đại mono block của hãng Moon. Và chúng ta có đây là cặp loa high-end cao cấp của hãng BWC. Bây giờ chúng ta sẽ test thử một bài nhạc. Sơn cũng lưu ý thêm là cái việc sử dụng cái đầu Cocktail Audio X45 này rất là phong phú khi các bạn có thể kết nối thẳng trực tiếp máy tính của chúng ta vào qua cổng USB input đằng sau để sử dụng cái thiết bị này như là một cái DAC rời. Hoặc chúng ta cũng có thể kết nối thêm từ các cái nguồn phát khác, ví dụ như là CD chẳng hạn, hay là rất nhiều nguồn phát thông qua các cái đường digital in ở đằng sau như là hỗ trợ cổng quang, cổng coaxial và giao tiếp XLR. Nói chung mình thấy đây là một thiết bị phải gọi là rất là toàn năng. Có thể là một người dùng bình thường khó mà khai thác hết được các tính năng của nó. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành test thử nhạc. Alone at a table for two, alone waiting for you. I ordered wine like so many times before. Then a chill all over me, my God. This is how it would be if you just didn't love me anymore. I never knew how much I loved you. Sat here all by myself. You know you control my heart and my soul. There'll never be anyone else, so don't be surprised at these. Với tầm giá của thiết bị này đang có bán tại Thiên Hà Audio là 48 triệu đồng. Và qua màn trình diễn vừa rồi thì ta thể thấy được là âm thanh được thể hiện tương tự như một đầu CD có thể gọi là đắt tiền, mà với một chiếc máy có đầy đủ các tính năng như vậy thì mình thực sự đánh giá là đây là một thiết bị rất tốt và có hiệu năng trên giá thành cực kỳ cao. Và đặc biệt là nó hướng tới cái nhu cầu chơi nhạc hiện đại ngày nay, đó là chơi nhạc số và lại có thể kết hợp được chơi nhạc từ CD và read nhạc rồi chơi nhạc trực tuyến online. Có lẽ là tất cả các tính năng mà một audio file cần của một thiết bị hiện đại thì mẫu Cocktail Audio X45 đều có đủ. Và giá 48 triệu theo mình là rất ấn tượng. Vậy các bạn nghĩ sao về sản phẩm này? Các bạn hãy tới Thiên Hà Audio số 42 ngõ 178 Thái Hà để thể trải nghiệm sản phẩm này. Và hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn về sản phẩm này tại đây, cũng như có thể được nghe thử và được tư vấn bởi các chuyên viên giàu kinh nghiệm. Còn bây giờ Hải Sơn xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.